Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì là cửa hàng em lại về cho các bác những dòng phẩm mà các bác đang quan tâm nhất, đó là những chiếc quạt Nhật nội địa về với cửa hàng em nhé. Hôm nay thì có một số dòng phẩm mà các bác đang mong đợi, đó là thêm một chiếc quạt la bộ đội này, và một chiếc Salier số ngủ đèn ngủ này, và một chiếc Lake Balakun Lake Kun, có là chiếc Lake Kun hàng độc dị mà gần như là trên thị trường hiện nay là gần như không có, tức là nó là trong cái phiên bản đặc biệt của dòng Lake Kun. Và em lên cho các bác hai chiếc, đó là hai chiếc la dòng dưa. Vì là các bác thường xuyên theo dõi kênh của em thì các bác biết rồi, nhà em có đủ các dòng nhá. Về dòng quạt lửng đều có sải cánh 30. Đấy, chiều cao của nó từ 85 cho đến 90, đó là những chiếc quạt lửng. Thì hôm nay thì em sẽ lên cho các bác từng chiếc một. Hôm nay em về một chiếc tô gang sắt. Đấy, hai đồng hồ 4 số. Cùng với một chiếc la bộ đội này. Đấy, một chiếc la bộ đội này nhá. Đấy. La bộ đội. Lồng mại lốc luôn nhá. Mà con lồng mại lốc này thì là con này là dòng ốc sên sâu rút cùng với là ốc nhôm, con này thì dị rồi. Và tiếp theo nữa là một chiếc Salier, chiếc Salier đèn ngủ số ngủ này, cánh rêu. Và một chiếc Lake Kun này là hàng độc dị, hàng độc dị luôn, mà gần như là trên thị trường gần như là không có, tức là gần như không có, thì là các bác phải biết nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Đấy, bác nào mà nhanh tay là phải chộp để lấy, còn đâu bác nào mà chậm tay thì lại phải hẹn các bác ở những video clip sau. Vì là những chiếc như này thì gần như là cũng không có trên thị trường, gần như không có. Còn la dầu dưa thì là hàng phổ thông các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ lên từng chiếc và báo giá cụ thể cho các bác để các bác vẫn theo dõi kênh thường xuyên cùng những các bác mới vào xem kênh. Ưng dòng phẩm nào thì alo cho em. Còn các bác chậm thì lại hẹn các bác ở video clip sau thôi. Chiếc đầu tiên mà em muốn giới thiệu với các bác về một chiếc quạt la dọc dưa. La dọc dưa thì về với cửa hàng em là gần như là thường xuyên. Gần như thường xuyên các bác nhé. Đấy. Chiếc này là có sải cánh 30 và cánh ấy dìu. Đấy. Hình thức còn rất là ok, rất là đẹp luôn. Từng cái lan đồng nhá. Các bác nhìn từng cái lan đồng luôn. Lan lộc dưa thì 100% là lồng si nhá. Lồng si nhưng mà đẹp sáng bóng. Các bác nhìn là đẹp sáng bóng luôn. Từ cái logo. Đấy. Cánh lưỡi dìu mà cánh đẹp, cánh 30. Các bác nhìn mã số của nó là 980 và em nói luôn là đang bán ra với giá là 1.800.000 đồng. Về thân thủ của nó là màu sắc đấy, kể cả là mặt nhôm, mặt trước là mặt nhôm này, không một tì vết đấy, nó nói luôn như thế. Hai nữa là cánh này, từng lồng của nó đẹp xuất sắc nhá. Con này mã của nó là 980 đấy, 980 này các bác ạ. Và có giá chỉ có 1.800.000 đồng thôi. Giá là em bán tại cửa hàng. Bác nào mà muốn chuyển sang điện 110 thì cộng thêm 100.000 các bác nhé. Còn phí ship thì tùy theo các bác ở gần ở xa nhé các bác nhé. Nói chung là em là ship hàng toàn quốc. Các bác phải chú ý là ship hàng toàn quốc nhé. Ngoại miền tổ quốc luôn. Các bác nhìn này, logo của nó này. Táp lô táp ly này, nét căng như kẻ chỉ luôn. Còn Lationa, kể cả cái đồng hồ mới cứng này, đồng hồ của nó vẫn còn sáng bóng luôn. Và phím số cũng thế thôi, bóng liễng luôn, vẫn còn độ bóng của nó luôn. Hai nữa là thân thủ là em nói luôn là em bao luôn lành lặn, không bể vỡ nhé. Các bác nhìn, các bác có thể biết được trên clip của em làm và cũng như là em đang quay trên máy thực tế để các bác có thể nhìn thấy. Các bác nhìn những chiếc la dọc dưa của em, các bác có tham khảo thoải mái ở trên thị trường, họ đang bán ra những chiếc la dọc dưa nó đẹp hay nó như thế nào thì các bác có thể so sánh, để so sánh cho mình những dòng phẩm mà các bác đang quan tâm
Đây các bác nhìn sau trước này, sáng bóng từng ly từng tí một. Đấy. Thân cột đẹp nhá. Và em nói luôn là kể cả từ bầu nhá, bầu biết rồi. Lồng lồng si đẹp, sáng bóng, sau trước như nhau nhá. Đấy. Cổ cánh em bao lành tít này. Các bác nhìn. Những chiếc la dọc dưa thì em nói luôn là gần như về với cửa hàng em là em bán thường xuyên luôn. La dọc dưa nó là dòng la tiêu na nên là những chiếc quạt đẹp như này. Các bác nhìn có thể thân thủ nó bóng khứ khự luôn. Nhá. Đẹp hết hết lớp, hết bài luôn. Các bác có thể là xem và tham khảo. Không những là mua hàng ở tại cửa hàng em, còn các bác còn mua ở các kênh các trang bán hàng khác thì các bác có thể là theo dõi và các bác có thể xem nhé. Hộp đường dây là ok nhé, vẫn còn ok luôn. Đấy, các bác nhìn nhé. Đấy. Hai nữa là về màu sắc thân thủ đẹp, em thường xuyên là em quay rất gần và rất rất chi là ok để cho các bác. Còn nếu lỗi ở phần nào thì em sẽ báo luôn để các bác không bao giờ mất thời gian cho mình. Còn tất nhiên là những chiếc quạt này là gần như là em đã lên sóng là gần như là chức năng hoạt động là gần như ok. Còn nếu như không ok là em sẽ báo các bác ngay để các bác cứ thoải mái về lựa chọn cho mình những dòng phẩm mà các bác yêu thích nhất. Chiếc này mã số của nó là 980 và hiện tại là em đang bán ra với giá là 1.800.000 đồng các bác nhé. Đấy, bác nào muốn sở hữu cho mình alo cho em. Tiếp theo cũng là một chiếc la dọc dưa nhé. Chiếc này thì cũng không kém phần long trọng về độ đẹp, độ mới và nó dị hơn một chút. Con này thì là dòng ốc to nhé, ốc nhôm. Các bác chú ý này, con quạt, mỗi con quạt nó khác nhau hoàn toàn chứ không phải là con nào cũng giống con nào đâu. Dòng ốc nhôm, ốc to nó khác hoàn toàn và tem mác của nó vẫn còn nguyên. Đế sắt nhé, đế sắt của nó còn rất là đẹp nhé. Đấy. Thân thủ đẹp và thân cột em cũng nói luôn là em bao luôn là lành lặn không bể vỡ nhé. Sau trước là đẹp long lanh hết các bác nhé. Để hộp đường dây là vẫn ok nhé các bác nhé. Đấy. Và thân ấy này, dây dọ này thì em nhét vào đây nó đang đẫy thì đấy. Những chiếc cái này thì là ok hết. Đấy, các bác nhé. Đẹp. Nói chung là đẹp này. Các bác nhìn này, từ cổ kia này. Đây là dầu mỡ này. Đấy. Cổ đẹp nhá. Bầu sáng bóng. Lồng là lồng si nhũ này. Lồng si. Đẹp từng cái lăn lồng. Đẹp từng cái lăn lồng luôn. Logo cũng vậy. Như con này thì nào là con này thì nào là nằm ở trong cái dòng ốc to, ốc nhôm, cánh như rìu và nó có mã số của nó hết các bác nhé. Con này có mã số là 981, hiện tại em cũng đang bán ra với giá là 1.800.000 đồng thôi. Bác nào muốn sở hữu cho mình thì alo cho em, vì là tất cả những con quạt mà em đã lên sóng này là em đã gần như là đã test qua và chạy thử rồi. Còn nó ví dụ như nó không may nó trục trặc ở phần gì thì là bọn tự tại chỗ là em đã xử lý. Còn các bác không bao giờ phải lo về cái vấn đề mà lỗi ở các bác nhận nhé. Và các bác trước khi nhận hàng các bác đồng kiểm tra hàng cùng với shipper và alo cho em. Ok thì các bác nhận. Còn nếu mà bể vỡ thì các bác báo em luôn. Đừng để tránh khi các bác nhận rồi mà mang về sử dụng các bác lại bảo là nó chảy trọt hay nó bị bể vỡ chỗ nào thì lúc đấy là hai bên là đều bất lợi, vì là em cũng bất lợi vì hàng của em đã gửi qua đường bưu điện hoặc là xe pháo là em đã bao ship bao những cái phần mà cơ bản rồi nên là các bác chú ý nhé. Đấy, chiếc này cũng có sải cánh 30 và chiều cao là từ 85 đến 87 phân, nó là một chiếc quần lửng các bác nhé. Bác nào quan tâm thực sự để alo cho em.
Mã số của nó là 981 và có giá là 1.800.000 đồng các bác nhé. Na dọc dưa thì đều có giá từ 1.800.000 đồng cho đến 2 triệu đồng. Bác nào muốn sở hữu thì alo cho em. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một chiếc quạt Lekun. Lekun là một trong những dòng sản phẩm mà số 1 nhé các bác nhé, số 1 Việt Nam. Các bác phải hình dung này, từ cái đồng hồ hay là những cái đồng hồ cáp, đồng hồ hiện giờ dị nhất từ trước đến nay mà em gặp nhé. Trước này là người Nhật gần như là chưa sử dụng các bác nhé, họ chỉ để thôi, để trưng bày thôi. Dị nhất từ trước hôm nay mà em gặp, các bác nhìn cái phím số nó này, các bác nhìn, em khẳng định luôn là đố các bác tìm được một chiếc quạt nào mà có cái phím số như này cùng mấy cái đèn này. Đây là đèn ngủ nhá, con này là 5 số, có chức năng số ngủ này đấy, cực dị luôn. Và các bác đố các bác tìm thấy một chiếc nào mà có cái đèn ngủ như này. Đây là đèn ngủ luôn, tí em sẽ cắm điện vào cho các bác xem luôn nhé. Đây các bác nhìn Lekun đấy, nó giống y chang những con Balakun ấy. Mặt giả, đây giả da này, giả da da lợn này đấy, màu sắc không bao giờ thay đổi. Mặt này thì là nó là mặt giả nhôm, thân thủ của nó làm bao luôn, lành lặn không bể vỡ nhé, đẹp từng chi tiết một. Thân cột này, các bác nhìn thân cột còn sáng bóng luôn. Nếu mà để mà con quạt dị nhất từ trước đến giờ em làm clip hoặc là em đấu giá trên thị trường, chiếc này là chiếc đầu tiên mà em gặp, chiếc đầu tiên mà em gặp mà là em mới là những người mà sở hữu thường xuyên tất cả các dòng quạt trên thị trường, nhưng mà đúng chiếc này là chiếc đầu tiên. Các bác nhìn con này nó dị này, các bác nhìn đây là cái bọc từ bên Nhật về nhé, cái bọc của cái phích cắm này vẫn còn nguyên này, và cái dây của nó này vẫn còn nguyên này, cái đai dây này. Các bác đố các bác tìm được một chiếc quạt nào mà nó vẫn còn nguyên như này không? Em nói luôn là như thế, đế của nó còn mới tinh, đế mới tinh đấy, đẹp hết lớp luôn. Con này không có một tì vết đâu, từ trước sau các bác nhìn này. Mặt này mặt giả da này, vân ấy của nó là giả da luôn nhé, giả da này các bác nhìn này. Đấy, đẹp cột từ thân cột, từ cái phần lốc ốp xong đến cái thân cột nó không một tì vết mà còn sáng bóng luôn. Con này dị, thực sự là dị luôn, mà em chưa gặp một chiếc nào như này đâu. Các bác nhìn nhá, bầu vuông bầu phát này, bầu vuông bầu phát này, cổ kiếp này, lành tít hết này. Ba giờ cũng cái phần này nó cũng có màu vàng này. Cái cổ chưa cổ giáp trên này nó bao giờ nó màu vàng. Cái đấy thì những bác mà quan tâm theo dõi thực kênh thường xuyên thì các bác biết này, đây là cái những cái vết hơi bẩn nhá. Đấy, em lau hết luôn. Con quạt này thì không có một điểm gì để mà chê, nói thật luôn các bác ấy. Các bác đố các bác tìm được trên thị trường có chiếc quạt như này để mà các bác chơi ấy. Lồng sau là lồng vanh xi nhũ mới đét đẹp luôn này. Lồng sau là lồng vanh xi nhũ là đẹp này, bầu nó sáng bóng. Và chiếc này thì nó độc dị ở chỗ là các bác, đây em cho các bác xem luôn. Con này cũng là dòng cánh xoắn này, lồng mại lốc mới két thành kẹt này. Cái lồng mại lốc đây các bác nhìn đây, logo của nó đây, logo của nó dị chưa, các bác nhìn đây cái logo đây nhá, logo của nó đây. Đã em nói luôn là các bác không bao giờ kiếm được một chiếc nào nó có cái hình thức như này. Chắc chắn là nó chỉ là số 1 rồi, vì là nếu ở cái tầm này và ngưỡng này không có một chiếc nào mà nó giống y chang con này. Nó gần như là hàng cực dị luôn. Đây các bác nhìn logo này, logo này, logo này. Đấy các bác thấy chưa?
không có một chiếc nào như này. Và từ trước giờ em làm clip và em cũng sưu tầm rất nhiều, nhưng mà đúng lần đầu tiên em gặp một chiếc như này, lần đầu tiên luôn. Các bác nhìn có thể thân thủ nó cực đẹp như mới luôn. Đấy, cánh kia đẹp nhá, cánh dạng nó là dòng cánh cánh xoắn nó y chang con Salio, mà nó đúng là nó là đúng là cùng với lại thương hiệu của Salio luôn, chứ không phải ấy, không khác nhau một tí nào. Mà lồng của nó là lồng húm này. Đấy, lồng mại lốc đẹp hết lốc hết bài luôn, từng cái lan lồng luôn các bác nhìn, lồng lốc sáng bóng. Chiếc này thì em sẽ cắm điện và cho các bác xem luôn, vì là chiếc này chắc chắn là các bác chưa bao giờ được sở hữu một chiếc như này, và cũng không có đâu, không có để mà sở hữu. Các bác có muốn kiếm một con quạt như này cũng không phải, em nghĩ là chắc chắn là cũng không phải dễ, vì là em là người làm hàng thường xuyên nhưng mà em chưa bao giờ đấu giá được. Đây các bác nhìn cái bọc của cả cái này nó vẫn còn nguyên này. Đấy, vẫn còn nguyên luôn, chả hiểu một con quạt như nào mà các bác đấy. Em sẽ cho các bác xem nhé. Mà con này nó là dị đến mức là kể cả cái đồng hồ nó cực dị luôn. Đây là da nhé, cái phần này là giả da này. Đây, cái phần trên của cái đồng hồ này, đây là giả da nhé. Các bác không bao giờ có những chiếc có giả da như này đâu. Đây, nhựa giả da này. Đấy. Và phím số của nó này đen cườm, mà nó đúng là nó không phải là đen hẳn, nó màu cà phê đen đẹp luôn. Này các bác nhìn chưa, con này dị chưa, gió đố các bác nghe tiếng tiếng động của quạt đó. Không bao giờ các bác nghe tiếng động của quạt luôn. Con này em khẳng định luôn là lên chỉ trong vòng phút mốt thôi. Này các bác nhìn đèn ngủ số ngủ nhé, các bác không bao giờ nghe tiếng con quạt này nó có tiếng kêu tiếng động. Em đặt máy rất sát luôn, các bác có nghe tiếng tiếng động của quạt không? Gần như không có đúng không? Em điếc đẹp luôn. Đấy. Chiếc này là nó nói luôn là lần đầu tiên em gặp mà. Đèn ngủ này. Dị chưa? Đèn ngủ dị chưa? Các bác thấy chưa? Chiếc này thì em nói luôn để cho các bác đỡ và chờ đợi lâu nhé. Bác nào nhanh tay thì là alo cho em nhé. Còn bác nào chậm tay thì hẹn các bác ở video clip sau nhé. Vì từ đây em xoay là rất kỹ luôn, kể cả lồng mè luôn. Đấy, chiếc này là mã số của nó 982 và có giá là 3.200.000 đồng. Bác nào muốn sở hữu cho mình thì alo cho em. Nhanh thì là còn, mà chậm thì là các bác hẹn các bác ở video clip sau nhé. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác. Hôm nay thì nó toàn hàng đẹp thôi, toàn hàng đẹp và có giá trị thôi. Còn bác nào mà muốn săn tìm hàng gì nữa thì em không biết, nhưng mà chiếc này nữa này, các bác nhìn nhé, đây là chiếc Salio đèn ngủ số ngủ, cánh rêu, lồng mại lốc gần như là mới tinh. Này, các bác nhìn, em chỉ thích những hàng đẹp thôi. Làm từ trước đến giờ thì các bác có thể các bác biết thừa rồi, hàng đẹp, chứ còn em không thích làm hàng xấu để các bác chê cười hoặc lọ kia các thứ thì nó rất là khó. Các bác nhìn cái lồng mại lốc của nó này, từ vanh, từ cái lan lồng, mới chưa, mới chưa đủ để các bác ok chưa. Hai nữa là logo này, các bác nhìn logo mới tinh nha. Lồng trước là lồng mại lốc và lồng sau là lồng xi nhũ này, các bác nhìn sáng bóng, lồng xi nhũ đây, bầu đây, bầu vuông, bầu vát, cổ sắt nhá, con này cổ sắt nhá, đây là cổ sắt này, và có góc chỉnh độ này. Con này thì nó đẳng cấp rồi, vì là chỉnh độ 45, 65, 100 độ này, cổ sắt luôn, bầu vuông, bầu vát, lồng mè đẹp, cổ đẹp nhá, không một tì vết, không có bể vỡ. Đấy, các bác thừa biết rồi, từ cái phần tất cả con quạt bầu và cái cổ này giống nhau, thì đương nhiên cái cổ dưới này nó với cái thân này nó giống nhau. Còn từ cái phần này và cái bầu màu khác nhau thì cái cổ này nó lại khác màu, tức là không bao giờ có giống nhau.
Đấy, nó lôm la là như một cái dây chuyền sản xuất, người ta là sản xuất ra. Tức là nó lôm la là nó kiểu gì cũng phải có độ lệch. Đấy, còn đâu đẹp là em bao luôn, không một tí vết. Kể cả là cái màu này, nhưng mà nó đẹp xuất sắc luôn nhá, không một tí vết luôn. Đấy. Các bác nhìn, các bác hình dung ra từ cái thân nhá. Thân rồi là thân thủ này, các bác nhìn con này đẹp dị luôn. Mặt 3D. Đây, lớp sơn của nó là 3D, mặt nhôm. Thân thủ là em bao lành tít luôn, không bể vỡ nhá. Thân thủ lành tít này. Và cái phần đế này, đế là đế sắt này. Đế dưới này, đế sắt này. Đây, mặt trước của nó đây. Các bác nhìn nhé, mặt trước của nó đây. Như con xe đẹp luôn. Đấy. Hai nữa là cái phần inox này. Đấy. Và tất cả hôm nay em lên là gần như em dán đều dán cái thương hiệu của cửa hàng em luôn. Hàng Nhật bãi Tây Dương nhá. Các bác nhé, số điện thoại kèm số điện thoại. Bác có thể các bác mua về, các bác giới thiệu với bạn bè, anh em rồi là những người thân trong gia đình hoặc là người loại kia, thì cái đấy là cái quyền của bác. Các bác vì là những chiếc này các bác có thể là trưng bày độ đẹp như này, các bác có thể trưng bày trong phòng khách, không gian mà các bác muốn để cho mình. Các bác nhé, con này là đèn ngủ số ngủ đây, các bác nhìn kể cả phần nhôm 3D, sơn 3D. Đấy, màu tích hợp của nó là màu cực đẹp luôn. Và táp ly, các bác nhìn cái đồng hồ và cái đầu cái lúm vặn đồng hồ này, và cái mặt meca này nhá. Đây là mặt nhựa meca nhé. Đây là cái đèn, dạng đèn của nó này, các bác nhìn dàn đèn của nó này nhá. Tí em sẽ cắm vào em test cho các bác xem nhé. Con này là số vuông đấy, và con này 5 số, có chức năng số ngủ này các bác nhé. Đây là số ngủ nhá, số ngủ thì nó ba đèn ngủ đấy. Lên lôm la là những chiếc này nó cực mới luôn, em nói luôn là gần như là những chiếc mà các bác có thể là quan tâm này. Các bác nhìn đây, hộp đựng dây này, tem mác vẫn còn nguyên này nhá các bác nhé. Đấy, bây giờ thì em sẽ, và có cả phích cắm nối tiếp là những chiếc nó sau đời con những con quạt mà gang sắt đấy, những dòng này bầu vuông vát, và chất máy của nó đúng luôn như trang con gang sắt luôn, không khác nhau một tí nào luôn, từ cánh cho đến tất cả mọi thứ. Dây điện còn mới luôn, dây điện của nó còn lét căng như cả chỉ luôn nhé các bác nhé. Đấy, con này thì cực mới luôn, và em sẽ cắm điện và cho các bác xem luôn, vì là tất cả những chức năng của một con quạt thì các bác hình dung ra đây, đèn của nó đây. Các bác nhìn cái dàn đèn của nó màu sắc sướng chưa, cực thích luôn. Đấy. Đây là đồng hồ hẹn giờ. Và các bác không bao giờ nghe tiếng động của chiếc quạt này. Gần như là nó êm mức độ là các bác gần như là chỉ nghe tiếng gió của con quạt nó phả ra thôi. Tí tí thôi. Nếu các bác mà sở hữu con cánh rêu này mà để trong phòng ngủ ấy, em khẳng định luôn là các bác nhanh tay thì là sẽ sở hữu được cho mình. Còn các bác mà chậm tay thì em khẳng định luôn là các bác không bao giờ mua được. Đấy, các bác thừa biết rồi. Đèn ngủ số ngủ nhá. Đấy. Cực dị, cực đẹp luôn. Êm đét là đẹp luôn. Các bác nhìn nhá. Mã số của nó là 983. 983 thì hiện tại là cửa hàng em đang bán ra với giá là 3 triệu 500 nghìn đồng. Mà giá này em bán tại cửa hàng. Bác nào thực sự quan tâm thì alo cho em. Còn các bác có thể xem thoải mái và tham khảo nhé. Những chiếc hàng xấu người ta bán có thể rẻ hơn. Đấy. Cũng là những chiếc quạt như vậy. Nhưng mà miễn là sao nó phải mới và đẹp. Đẹp từng ly từng tí một. Êm. Gần như không có tiếng động. Đèn ngủ sáng quắc. Đây, nếu mà trong trong phòng phòng ngủ các bác mà bật mỗi cái đèn này thôi sáng choáng luôn. Đấy. Đẹp. Đấy, các bác nhìn cái phần inox của nó. Đấy. Tuyệt vời nhé. Bác nào quan tâm thực sự thì alo cho em nhé. Để lấy cho mình chiếc quạt đẹp này nhé. Hôm nay em chỉ lên quạt đẹp thôi. Các bác mà nhanh tay thì mới sở hữu được thôi, còn nếu bác chậm tay là không
không kịp đâu. Đấy là vì là em nói luôn là vì là những hàng đẹp thường xuyên về với cửa hàng em ấy. Chiếc tiếp theo mà em lên sóng các bác đó là một chiếc quạt la bộ đội các bác nhé, một chiếc la bộ đội này. Và hôm nay em đều dán thương hiệu của cửa hàng em trên mọi sản phẩm nhé. Các bác chú ý này, chiếc la bộ đội này em nói luôn, con này nó cực dị luôn, vì là con này nó là lồng mại lốc. Đây, phần trước của nó là lồng mại lốc nhá. Logo là logo Côn Loa nhá. Con này thì các bác chưa gặp đâu, vì là em nghĩ là một số bác có thể là sở hữu rồi nhưng mà chưa gặp những chiếc như này là chắc chắn. Vì là lý do làm sao? Những chiếc la bộ đội này, con này là cánh sâu rút nhá, cánh sâu rút ốc nhôm nhá, ốc to. Đấy, y chang những con quạt la chạm tắt này, là trao, là bổ sắt, nói chung là nhiều con đều phải sử dụng cái sải cánh này, cực kỳ là chất. Mấy hai nữa là cái lồng mại lốc của nó thì bóng liếng luôn, con này lồng mại lốc nhá, các bác không bao giờ gặp được những chiếc như này. Đấy là nói thật, tức là lồng mại lốc của với một chiếc la bộ đội là gần như rất ít, cực ít luôn. Đấy, hai nữa là các bác nhìn cái logo nó dị nữa, chóp loa nhá các bác nhìn. Đấy, cánh lưỡi diều mà là cánh su rút ốc nhôm. Hai nữa là em sẽ xoay cho các bác từ thân thủ này, con này là sau lồng của nó lồng vanh, lồng vanh của nó giống y chang những con chạm tắt, rồi những con cốc. Hai nữa là thân cổ bầu, thân cổ bầu sáng choang đẹp nhá, không tì vết, không bể vỡ nhá, bầu của nó này và lồng vanh si nhũ này. Các bác nhìn những con lồng vanh này bao giờ cũng là những con cọt cổ nhá. Đấy, con la bộ đội thì thường thường nó là cọt cổ nhưng mà nó đẹp, nó mới này. Các bác nhìn cổ nó này, bầu nó sáng choang, thân thủ đẹp. Mặt đây, mặt này là sơn bóng, nó bóng liễng luôn. Phím nhôm, đây là phím nhôm nhá các bác nhá, con la bộ đội là phím nhôm đây, hàng Nhật bãi tới dương, các bác có thể là quan tâm. Đồng hồ cổ đây, đây tất cả các chỉ số phím nhôm ý nhất là ok nhá. Các bác có thể là tham khảo thoải mái trên thị trường để săn tìm và kiếm tìm cho mình. Mặt đế, đế dưới của nó là gang sắt đây, tem má vẫn còn, hộp đựng dây vẫn nguyên. Đấy, thân cột đẹp, bầu đẹp, nói chung là những chiếc này là không phải là mới nhưng mà nó còn rất là ok nhá các bác nhá, không phải mới, còn vận chuyển nó có xây sát nhẹ nhẹ này, có xây sát, tức là nó có xây sát chứ không phải là không, nhưng mà chiếc này cần cực kỳ là mới luôn. Đấy, cái xây sát nó không liên quan đến cái độ mới của chiếc quạt này, đẹp hết lớp, bóng liễng liền, mặt đế của nó bóng liễng luôn. Các bác thấy chưa, đẹp luôn. Nói chung là còn xây sát và va chạm một chút thì không tránh được, nhưng mà chiếc này nó là lồng mại lốc mà lại ốc nhôm, cánh sâu rút. Nói thật các bác là bộ cánh này có thể bán ra nó còn tầm triệu 7 triệu 8 rồi, bộ cánh này nói luôn như thế. Các bác có thể muốn cứ hỏi trên thị trường luôn, mua bộ cánh này không có dưới triệu 7 triệu 8. Đấy, chiếc này là mã số của nó là 984 và em đang bán ra với giá là 2.600.000 đồng. Bác nào nhanh tay thì alo cho em, còn bác nào chậm tay thì hẹn các bác ở video clip sau nhé. Đấy, cùng với lại một chiếc tiếp theo đó là một chiếc tô gang sắt. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một chiếc tô gang sắt, chiếc này nặng cực nặng luôn và nó cũng là một trong dòng sản phẩm đẹp nhé các bác nhìn. Tô gang sắt cũng là lồng mại lốc sáng bóng, logo ok nhé, logo của nó vẫn còn rất là ok luôn, các bác có thể tham khảo nhé, đẹp luôn. Đấy, lồng mại lốc này, từng cái lăn lồng đẹp, từng cái lăn lồng nhé, không phải nói là trong ngoài như nhau, độ đẹp, độ sáng bóng của nó này, chóp của nó là mà bọc mạ inox này, cánh của nó là màu đẹp luôn này các bác nhé. Các bác có thể tham khảo thoải mái trên thị trường, em nói luôn là độ đẹp độ mới đến đâu thì em làm như vậy thôi, còn các bác có thể ưng thì các bác alo cho em nhé. Đây các bác nhìn nhé,
con này hai đồng hồ đây, mặt của nó đây, hai đồng hồ đây, đồng hồ của nó vẫn còn đẹp nhé, không có một zoom sảy gì. Các bác nhìn chỉ số này, góc chỉnh này, ví dụ như là đây đồng hồ này của nó là 60 90 120 độ nhé. Ví dụ như các bác đồng hồ cáp này đấy, chỉnh độ gió là rộng hẹp là theo các bác độ các bác chỉnh nhé. Đây là đồng hồ hiện giờ kẹt kẹt luôn đấy, các bác nghe tiếng kẹt kẹt của đồng hồ nhé. Đấy. Cùng với lại phím này, phím inox à, phím này inox 100 năm cũng không bao giờ phải nghĩ nhé. Đây phím số là inox luôn, ba chế độ gió thôi, số 1 2 3 thôi. Và đây cái phần logo của nó đây, các bác nhìn nhé, lép như kẻ chỉ các bác nhé. Toshiba, con này gang sắt toàn bộ luôn, trừ mỗi bầu, riêng cái dòng Toshiba chỉ trừ mỗi bầu. Mặt này mặt inox rồi, à quên, mặt Meca này. Đấy, mọc bọc bên trên là Meca, còn thân thủ là ok nhé. Gang sắt, đây là gang sắt hết nhé. Đấy, các bác nhìn cả cái thân cột này cũng qua nhiều góc cạnh. Mới thì nó không phải là mới, nhưng mà nó đẹp. Nói chung là các bác nhìn nó phải đều, gang sắt nó khác hoàn toàn so với những dòng sản phẩm bình thường rồi. Những bác mà theo dõi thường kênh thường xuyên thì các bác có biết không, con này nhá, hai đồng hồ này, bốn số này, nút nhấn lên xuống này, và nút nhấn thu dây này. Đây là thu dây nhá các bác nhá, đây nút nhấn thu dây này, đây là nút nhấn cao thấp này, lên xuống của chiếc quạt, cùng với lại hai đồng hồ cáp và đồng hồ hiện giờ bốn số đẳng cấp, thân thủ. Nói chung là gang sắt thì bao giờ nó cũng có giá trị của nó, lồng sau là lồng si, bầu các thứ là ok. Nói chung là những chiếc này các bác có thể là sưu tầm, hoặc các bác để chơi, để phòng khách, hoặc phòng làm việc, hoặc phòng ngủ, cái đấy là rất là hợp với các bác nhé. Và em nói luôn, chiếc này mã số là 985 và em đang bán ra với giá là 3.500.000 đồng. Những giá này thì các bác cũng không cần phải suy nghĩ và đắn đo cho mình, và các bác mà ưng thì đã alo cho em, còn chậm thì các bác lại về hẹn các bác ở video clip sau. Đó là những cái dòng phẩm đẹp về với cửa hàng em. Còn bác nào mà muốn quan tâm đến dòng sản phẩm rẻ tiền hoặc cao tiền nữa nhé, rẻ tiền hoặc cao tiền cao nữa thì alo cho em theo số điện thoại 0975 067846 nhé. Zalo của em cũng là số điện thoại luôn. Hẹn các bác ở video clip sau.